Cư dân mạng sốt sình sịch chỉ với 140 triệu đã có ngay một ngôi nhà kiểu mới hiện đại, có thể tháo lắp di chuyển khắp mọi nơi. Chỉ với số tiền 140 triệu, bạn đã sở hữu ngay một căn nhà hiện đại tiện nghi lại gần gũi với thiên nhiên. Ở nước ngoài, những mô hình nhà tháo lắp đã có nhiều mô hình nhà ở như thế dành cho những người độc thân, hay hộ gia đình ít người ở, hay dành cho những người thích đi du lịch có thể mang đi khắp mọi nơi. Hot hơn là mô hình này đã xuất hiện ở Việt Nam. Gần đây tại Sài Gòn, những hình ảnh video về một căn nhà lưu động được đăng tải trên Facebook cũng đã thu hút tới cả nghìn lượt thích và chia sẻ. Trong đoạn clip, toàn bộ ngôi nhà được thiết kế bằng gỗ với khung nhà vòm, cửa kính hiện đại. Thiết kế ngôi nhà tổng 12m2 nhưng ai cũng phải choáng với sự tiện nghi bên trong. Đầy đủ mọi thứ không thua kém gì những ngôi nhà to hàng sang, có không gian phòng khách riêng, kệ tivi, giường ngủ, tủ lạnh và đặc biệt có hệ thống nhà vệ sinh khép kín bên trong. Không gian bên trong căn nhà, mọi thứ bên trong căn nhà được bày trí rất tinh tế, tạo cảm giác ấm cúng mà không hề bị chật chội. Đồ nội thất cũng thiết kế thông minh để tiết kiệm diện tích. Đặc biệt, sự thiết kế tinh tế như bên dưới chiếc giường là nơi chứa đồ. Chiếc ghế sofa có thể kéo rộng thêm gấp đôi để làm giường ngủ. Những vách tường được bố trí thêm ngăn nhỏ để đặt đồ đạc. Bên trong nhà, nội thất bố trí khoa học hợp lý. Trong nhà vệ sinh, bồn rửa tay được thiết kế ngay trên bồn xả nước rất tiện dụng. Đặc biệt, bên ngoài còn có một không gian vườn nhỏ xinh, có bàn ghế ngồi cảm giác rất thiên nhiên, có thể dùng để ngồi uống trà hoặc đọc sách. Được biết, ngôi nhà trên có diện tích khoảng 12m2 và có giá thành khoảng 140 triệu đồng. Điều đặc biệt hơn nữa của ngôi nhà này là có thể tháo lắp thành nhiều kiểu, dễ dàng di chuyển đi khắp nơi. Những clip hình ảnh về ngôi nhà được đăng tải lên Facebook khiến nhiều người hết sức quan tâm. Ai cũng rất bất ngờ ấn tượng về ngôi nhà nhỏ nhưng đa năng và đầy đủ tiện ích. Ngoài ra, cũng không ít người bày tỏ mong muốn được sở hữu ngôi nhà cực kỳ ấn tượng này. Chị HA xích xoa, ngôi nhà đẹp quá, như của nước ngoài vậy. Ước gì mình có được một căn như thế này, đặt ngay giữa vườn hoa thì quá tuyệt vời. Ngoài ra, cũng nhiều người lo ngại về chất lượng cũng như khả năng chịu đựng thiên tai của ngôi nhà nói trên. Cho rằng ngôi nhà nhỏ là nhẹ đến mức có thể di chuyển bằng xe tải thế kia, liệu có chịu được thời tiết khắc nghiệt như mưa bão hay nồm ẩm của miền Bắc hay không? Anh Tê Quy bình luận, những ngôi nhà như thế này mình nghĩ chỉ ở Tây mới phù hợp thôi, khí hậu của họ ôn hòa lại ít gió bão. Chứ về mình qua một trận bão hoặc một mùa nồm ẩm, có thể lại hỏng mất thì tiếc lắm. Nhưng chắc hẳn chủ thi công phải tính trước những điều như thế rồi chứ nhỉ? Ngôi nhà thiết kế trong 1 giờ đồng hồ, giá 140 triệu đồng. Liên hệ với anh Huỳnh Bảo Toàn, người trực tiếp thiết kế và chỉ đạo thi công ngôi nhà thông minh trên. Anh Toàn cho biết, ngôi nhà được bên công ty của anh thiết kế với vật liệu đặc biệt rất nhẹ nhưng chắc chắn có thể chịu được cả khí hậu nồm ẩm của miền Bắc nước ta. Ngôi nhà này anh chỉ mất 1 giờ thiết kế thôi, cũng có tham khảo thêm một số nguồn từ nước ngoài. Căn đầu tiên bên anh thi công mất 7 ngày, nhưng những căn sau đó thì chỉ mất từ 3 đến 4 ngày mà thôi. Căn nhà được làm bằng vật liệu đặc biệt, chỉ 1,5 tấn và có thể di chuyển bằng xe nâng tay. Nhẹ thế nhưng lại rất chắc chắn chịu được cả nồm. Căn nhà được lắp ráp từ 10 modul, có thể tháo rời để di chuyển nếu muốn. Trong nhà cũng có sẵn hệ thống điện nước và vệ sinh. Lắp đặt ngôi nhà ở đâu thì đấu vào lưới điện và ống tự hoại nằm dưới đất nữa là có thể sử dụng. Căn trong clip trên Facebook là 12m2, giá 140 triệu, chưa tính phí vận chuyển và lắp đặt, anh Toàn cho biết. Anh Toàn cùng chia sẻ thêm, hiện tại bên công ty anh đã thi công nhiều ngôi nhà thông minh như trên cho nhiều khách hàng, ngoài ra cũng đang nhận được rất nhiều đơn đặt hàng. Anh hay đi phượt, thích nhiếp ảnh nữa nên hiểu được nhu cầu homestay là rất lớn, thế nhưng chi phí xây dựng một homestay đẹp tiện ích lại không hề nhỏ. Hiểu được điều đó nên anh thiết kế ra ngôi nhà này để những ai xây dựng homestay tiết kiệm thời gian và chi phí. Không ngờ sau đó cũng được nhiều người khác quan tâm. Hiện anh đang hoàn thiện đăng ký bản quyền cho sản phẩm này, anh Toàn nói. Ngoài phiên bản nhà thông minh rộng 12m2 nói trên, hiện anh Toàn đang chuẩn bị cho thi công thêm hai phiên bản có diện tích lớn hơn là 20m2 và 24m2.
Căn 20m2 sẽ được anh nâng cấp bổ sung thêm bồn tắm đứng trong phòng tắm. Còn căn 24m2 sẽ vô cùng rộng rãi với giường rộng 1m8 và không gian bếp bên trong nhà. Đây sẽ là mô hình nhà phát triển nhất tại Việt Nam, không mất quá nhiều tiền hay quá nhiều thời gian là đã có thể sở hữu được một ngôi nhà riêng cho bản thân.